네, 이렇게 좋은 기회에 콜링크부터 시작해서 이렇게 사랑하는 분들과 만날 수 있게 돼서 너무 기분이 좋고요. 마지막 이 행사가 모두 끝날 때까지 즐겁게 놀아주시면 좋겠습니다. 1등이고, 그래서 노래도 좋고요. 여러분들께 김치라는 음식을 추천해드리고 싶고. Để mà giới thiệu các món ăn Hàn Quốc đến Việt Nam thì cái món đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu đến người dân Việt Nam đó chính là món kim chi Hàn Quốc. Kim chi Hàn Quốc là một món rất là tốt cho sức khỏe và toàn bộ người dân Hàn Quốc thì rất là yêu thích, cho nên là tôi cũng rất là mong muốn giới thiệu và các bạn có thể thưởng thức để cảm nhận thử cái món ăn kim chi của Hàn Quốc của chúng tôi. Để rồi tôi nói sẽ dùng phần trên thọc cho này không? 또 과일, 네, 정말 추천드리고 싶습니다. 여름에 아주 기가 막힌 과일이죠. 예. 네, 수박과 김치의 힘이 이렇게 멋진 분들을 탄생시켰군요. 네, 우리 계속해서 우리 하이라이트의 멋진 무대 만나보도록 하겠습니다. 네. 고맙습니다.
ai cứ thế. Let's go!
hoan trong ngày gần nhất, nhóm Hana sẽ quay trở lại với những khán giả Việt Nam.